lần này cứ dừng ba mà đó cái lại phía xa nó chưa ấy tam bất ở chi khu hay tại cái lệnh mơ này phía xa phép bộ một bánh tay lê bì mà chú khăn quá lắm cứ miền trả lời một cuộc sống miền tiền bộ phê trắng mà bộ phê thở hoặc trắng chứ nó cứ qua riêng ba lộ mà tại cứ bọn đại mà chỉ hiện mà nhẹ chẳng á thay ở trong bộ đường bày vẫn cứ dừng chẳng vậy đã sẵn sàng cứ đã lụa rung rí hay sạp nặng mới bong bóng nó khen khen tôi kéo nhà này có lắc mùa con xin chị mát khơi vì tôi thì hào dù thì lại không được thật khẩu quá để tìm chú quán nó ngay cứ chừng ngang xin tôi khổng mất tình khổ trong buổi tin tăng nhóm cất tha ở bộ bạ rô tế tụ bây chìa bụi dơ mình mẹn chỉ nẹ khai tờ kèo có nói nẹ tăng ọc nít khoan tờ màu xuân cho ba mọt bằng khai tờ kèo nâng máu nẹ tăng ọc nít nâng khơi xla ở đại đạ tha khi nhóm xa lành khai tờ kèo nâng nẹ tăng ọc nít mơ chom xla nâng ở chom á nâng miên phá lư ở tôn mộc xuân cho ba nâng bu cà đào chom xuân cho ba nâng nẹ tăng ọc nít chi mò tam phá lư nâng máu thoáng mắt nẹ tăng ọc nít nâng khơi ở ạch tè qua đây vậy tao ăn bò bạ rồi cứ quạt lụa nó tôn mốc xuống cho ba nằng mong ôn xong thiệp ti tăng lại ở đây lụa muối á tại bữa tam để nhóm chăm nó cứ pleasure nó cứ miên tài quạt mà này ai nhảy lụa chẳng cứ ọt bà rô tế hay nè tặng ọt cái này ai chả nằm sla ở chỉ hào quạt bán cứ quạt đặt tham mạng sợi đào lụa mà chu cột mộng chẳng á chẳng nè tặng ọt cái này còn tầm mưa sla nâng hơi nè tặng ọt cái này ai mà rô khơi nhé nè chưa biết xét cứ khang bồi bồi mò nghe trong mà khơi mộc sợi sạt lụa mà chu nó khang ta cao ấy nắng mau tam phong đài chê chê phẹp mau ảnh hồ khơi nhây chân chăm chụp nè nó bị tổ cào cào tiệt nè bye bye mà thò mà đá nè chỉ tìm bay mờ tình mà chu đo ta cao á hay tổng khang chụp ban sợi sạt tiệt ở mơ nè khang mộc lên tịnh mơ ban mà thong đây nha nhì cuối đánh ghế chuyện đó ôi nhà tập ông này ơi cứ nhắn bởi quan nó cứ chăng mình tên món ai gì ba nó chăng anh cũng một từng ông món chu quan nó anh bởi quan chăng anh hay anh thử mua từ giảm sao bi món món mình nhầm bơi thì mùi nhầm mình ông cái